chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, trên thế giới hiện nay thì có khoảng tổng 23 triệu người thuộc diện siêu giàu trên thế giới. Và trong năm 2018, và tổng tài sản của họ bây giờ đang thừa hưởng đó là 62.000 tỷ USD. Chắc hẳn thì các bạn sẽ không khỏi tò mò vì họ là ai? Họ làm cách nào để có nhiều tiền và tại sao họ lại giàu đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay thì Giải Mã TV sẽ cùng các bạn đi khám phá xem những người siêu giàu đấy là ai và họ làm cách nào để quản lý tiền và cũng như là cách họ kiếm tiền ra sao nhé. Và trước khi đến với nội dung ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nội dung ngày hôm nay thôi nào. Giới siêu giàu đang đổ tiền vào đâu? Gia đình, chính trị, động vật và ngôn ngữ lại xếp chót trong danh sách 20 đam mê, sở thích và thói quen của giới siêu giàu. Những người giàu có nhất thế giới đang quan tâm tới gì, họ là ai và núi tiền của họ ở đâu mà ra? Cả số lượng tỷ phú và tổng tài sản phẩm của họ đều tăng 2% trong năm 2018. Có tổng cộng 23 triệu người thuộc diện siêu giàu trên toàn thế giới trong năm 2018 và tổng tài sản của họ hiện là 62.000 tỷ USD. Phần lớn số này đều là các tỷ phú, tự thân và sống ở Mỹ, nhóm này chiếm 40% trong giới siêu giàu trên thế giới. Trong những người giàu, có thể chia họ làm các nhóm dựa trên tài sản định giá, đó là nhóm giàu và nhóm rất giàu. Những người có tài sản định giá từ 1 tới 30 triệu USD sẽ thuộc nhóm người giàu, trong đó 90% số sở hữu tài sản từ 1 tới 5 triệu USD. Nhóm sở hữu trên 30 triệu USD là nhóm những người siêu giàu, và những người giàu nhất thế giới cho đi một phần đáng kể tài sản của họ. Các mục đích thiện nguyện là một trong những khoản ngốn nhiều tiền nhất của giới siêu giàu. Có 36% số người thuộc nhóm giàu dành tiền để làm từ thiện, trong khi con số này ở nhóm siêu giàu là 57%. Có thể thấy, làm từ thiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của người giàu khi cân nhắc tiêu tiền. Việc làm từ thiện rất phổ biến trong giới siêu giàu, tuy nhiên không nhiều người làm từ thiện mạnh tay như Bill Gates. Vì nhóm siêu giàu rất ưu tiên việc làm từ thiện nên sau khi sụt giảm mạnh trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng tiền đổ vào các hoạt động từ thiện đang tăng trở lại. Tuy nhiên, nếu tính theo giá trị tuyệt đối, giới siêu giàu vẫn làm từ thiện ít hơn rất nhiều so với những tầng lớp có giá trị tài sản thấp hơn. Năm 2018, giới siêu giàu đã có một vài khoản điện tử đáng chú ý như vợ chồng của Jeff Bezos. Vừa ly dị đầu năm 2019, đã dành 2 tỷ USD tặng cho quỹ Day One để giúp đỡ những người vô gia cư hay tỷ phú. Hay tỷ phú Michael Bloomberg đã dành 1,8 tỷ USD tặng cho trường cũ của ông là Đại học Johns Hopkins để lập quỹ học bổng. Và những người giàu nhất nước Mỹ, việc làm từ thiện có vẻ đang chậm lại bởi những lo ngại về tình hình kinh tế hay ảnh hưởng của luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017. Những lĩnh vực được chọn để làm từ thiện phổ biến nhất trong giới siêu giàu năm 2018 đó là giáo dục, dịch vụ, công nghệ thuật và văn hóa cũng như y tế. Tuy nhiên, hoạt động thiện nguyện vẫn đứng sau hoạt động kinh doanh trong danh sách những đam mê, sở thích hay thói quen của giới siêu giàu. Xếp sau thiện nguyện là tài chính, thể thao và các hoạt động ngoài trời. Nếu nhìn sâu hơn vào các môn thể thao và hoạt động mà giới siêu giàu yêu thích, vượt trội hơn cả chính là golf, sau đó là bóng đá, trượt tuyết, bóng rổ và bóng chay. Đơn vị thực hiện báo cáo cũng ghi chú về việc các môn thể thao này phản ánh rõ việc người Mỹ đang chiếm đa số trong nhóm siêu giàu. Điều thú vị là gia đình, chính trị, động vật và ngôn ngữ lại xếp chót danh sách 20 đam mê, sở thích cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp siêu giàu trên toàn thế giới trong thập kỷ qua. Và nhu cầu sử dụng các sản phẩm xa xỉ cũng tăng vọt. Bên cạnh các giao dịch, mua du thuyền, máy bay tư nhân, các triệu phú thường rót tiền vào các khoản đầu tư theo sở thích. Báo cáo sự giàu có toàn cầu năm 2019 từ Knight Frank cho thấy được sự thay đổi các mặt hàng xa xỉ theo giá trị trong thập kỷ qua.
Ngày nay, những trái rượu whisky quý hiếm được giới nhà giàu ưa chuộng, đặc biệt là dòng Scotch mạch nhà đơn cất. Tại một buổi đấu giá vào tháng 10 năm 2018, một chai Scotch được bán với giá 700.000 bảng Anh. Chai rượu này được trưng cất từ năm 1926 và phần chai đã được vẽ tay trong 12 tháng qua. Rượu whisky quý hiếm tăng giá trị lên 40% và trong 10 năm qua là 582%. Những chiếc xe cổ luôn chứng minh sự hấp dẫn đối với giới tài chính toàn cầu. Và năm ngoái, một chiếc Ferrari 250 GTO năm 1962 được bán với giá 48,4 triệu USD khi đấu giá. Giới siêu giàu họ là ai? Chiếm đại đa số trong giới siêu giàu là đàn ông, chỉ có 16% người siêu giàu là phụ nữ. Trong nhóm những người sở hữu trên 30 triệu USD, chỉ có 14% là phụ nữ. Có tới hơn 40% số người giàu sống tại Bắc Mỹ, khoảng 25% sống tại châu Âu và 25% sống tại châu Á. Nước Mỹ là nước có nhiều người siêu giàu nhất, xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh. Nhóm 10 quốc gia đứng đầu chiếm tới 75% lượng người siêu giàu toàn cầu và gần 75% tổng lượng tài sản của nhóm cá nhân siêu giàu toàn cầu. New York vẫn là một thành phố có nhiều người giàu nhất thế giới. Dù số lượng người giàu ở đây đã giảm 0,5% trong năm 2018 với gần 1 triệu người trong nhóm giàu, và New York có nhiều người giàu hơn 65% so với thành phố xếp thứ 2, đó là Tokyo. Còn với nhóm siêu giàu, Hồng Kông là nơi có nhiều người nhóm này nhất với hơn 10.000 cá nhân siêu giàu và vượt mặt New York trong năm 2018. Tuy nhiên, số lượng người trong nhóm giàu của Hồng Kông lại giảm 11% trong 2018. Đây được xem là kết quả của thị trường Hồng Kông và Trung Quốc phản ứng tiêu cực với bất ổn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các nước tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới theo báo cáo sẽ là Nigeria, Ai Cập, Bangladesh và Việt Nam. Giới siêu giàu kiếm tiền như thế nào? Chỉ một phần nhỏ trong nhóm người giàu nhất thế giới là nhờ thừa hưởng tài sản và đa số đều là các tỷ phú tự thân. Thế giới đang ghi nhận sự nổi lên của công ty tỷ phú công nghệ trẻ. Gần 84% người giàu tự làm nên tài sản của họ và chỉ có 5% là hoàn toàn nhờ thừa hưởng tài sản và khoảng 12% là tài sản hỗn hợp vừa tự thân và vừa thừa hưởng. Với nhóm siêu giàu, khoảng 30% trong nhóm này có tài sản hoàn toàn là thừa hưởng và 70% là tài sản tự thân. Báo cáo cũng chỉ ra khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng rộng hơn trong vài thập kỷ gần đây. Trong vài thế kỷ gần đây, xu hướng giàu nhờ thừa kế tài sản đang đi xuống và lượng người làm giàu tự thân đang ngày càng một nhiều lên. Trong các ngành mà giới siêu giàu kinh doanh thì tài chính, kinh doanh và đầu tư là những ngành phổ biến nhất. Kể đến là sản xuất, công nghệ, dịch vụ và xây dựng. Mặc dù sở hữu một khối lượng tài sản lớn đáng kể, giới siêu giàu trên thế giới không chỉ mua sắm lâu đài, du thuyền hưởng thụ cuộc sống mà họ vẫn tìm cách đầu tư tiền vào đâu đó, với một dự án bất động sản hay một kênh đầu tư khác để tiền sinh ra tiền. Trong đó, cá nhân và công ty tư nhân là những người thực hiện ít nhất 45% giao dịch bất động sản lớn ở châu Á. Ít nhất 45% giao dịch bất động sản lớn ở châu Á thực hiện bởi các cá nhân và công ty tư nhân. Không quá bất ngờ khi phần lớn những người tham gia đầu tư bất động sản những năm gần đây là những người giàu tại châu Á. Những năm trở lại đây, giới siêu giàu châu Á đã được tạo thương hiệu riêng mình trên các thành phố lớn trên khắp thế giới, chẳng hạn như Hồng Kông, Singapore, Mumbai và London. Cách quản lý tiền của người giàu. Người có tư duy làm giàu thường có thói quen kiếm tiền để dành và tiêu tiền. Họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng, thường là 15-20%. Họ trừ khoản nào? Họ trừ khoản này vào thu nhập và tiêu phần còn lại. Được tư duy làm giàu thúc đẩy, họ luôn muốn để dành nhiều hơn
và dùng tiền đó đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và tăng giá trị. Họ thà bỏ tiền ra mua cổ phiếu của công ty tốt. Các quỹ đầu tư hơn là vùng tiền vào những món xa xỉ. Tài sản gia tăng của họ vượt xa tài sản hao mòn nên thỉnh thoảng họ vẫn có thể mua những thứ đắt tiền để tự thưởng cho mình. Thu nhập tự động từ các khoản đầu tư của họ vượt xa chi phí sau những thứ xa xỉ đó. Dù chuyện gì xảy ra, họ tiếp tục cần mẫn để dành và đầu tư cho tới khi tài sản gia tăng của họ bắt đầu tự nhân giống, thậm chí còn nhiều hơn chi phí hàng tháng. Lúc đó họ hoàn toàn được giải phóng khỏi những nỗi lo toan về tài chính. Nếu thích thì có thể thôi, không cần làm việc nữa mà vẫn duy trì được mức sống hiện tại cho đến hết đời. Tóm lại, bí quyết quản lý tiền của người giàu là chi ít hơn thu. Đầu tư phần tiết kiệm để đạt tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt quá mức sống mơ ước của bạn. Những thói quen về cách tiêu tiền của người giàu có. Bạn có thể tiết kiệm tiền. Phần lớn mọi người không nhận ra rằng trong cuộc sống, vấn đề không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là giữ lại được bao nhiêu. Hãy nghĩ đến những người trúng xổ số, tiêu hết tiền thưởng trong vài năm hoặc những vận động viên kiếm được cả triệu USD khi còn trẻ và rồi điều đứng vì phá sản. Nếu có thể giữ lại một phần số tiền tiết kiệm được, tức là tài chính của bạn khá là ổn rồi. Không chi tiêu vượt thu nhập. Tỷ phú tự thân Anthony Hisset từng cho biết đây là quan điểm sống anh học được từ cha mẹ mình. Thói quen này đã giúp tôi rất nhiều và đó chính là một trong những lý do tôi tồn tại trong ngành cho vay tiêu dùng suốt 30 năm bất chấp các cuộc khủng hoảng kinh tế. Anh nói, bạn có tiền bạc là đồng minh. Phần lớn mọi người có mối quan hệ khá tương phản với tiền bạc. Chúng ta được dạy rằng tiền rất hiếm, khó hiếm và khó giữ. Nếu muốn thu hút tiền bạc, hãy ngừng nghĩ theo hướng nó là kẻ thù của mình và coi đây là một trong những đồng minh tuyệt vời nhất. Lý do người giàu kiếm được nhiều tiền là họ không ngại thừa nhận tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề. Nếu bạn không sợ tiền, nó có thể là công cụ giúp bạn đạt mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống. Bạn không bế tắc. Theo thời gian, điều tôi nhận ra trong nhiều trường hợp, tiền đồng nghĩa với tự do. Nếu học được cách kiểm soát tài chính, bạn sẽ không bế tắc trong công việc, nơi ở hay trong các mối quan hệ chỉ bởi vì không đủ tiền chuyển đi nơi khác. Tài chính tốt có thể mở ra rất nhiều cánh cửa, còn tài chính kém sẽ chẳng khác nào tát một cái vào mặt. Sofia Amoruso, nhà sáng lập hãng thời trang Nasty Gal cho biết. Vừa rồi là những thông tin mà Giải Mã TV chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thể thấy được rằng ở trên mỗi quốc gia, mỗi đất nước khác nhau thì các giới siêu giàu này luôn có những cách kiếm tiền và cách quản lý tiền khác nhau, đúng không nào? Và video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới comment cho chúng tôi cùng biết nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.